Mới đây, đoạn clip Thái Vũ, Blackpink chia sẻ về Jack trong một buổi phỏng vấn đã khiến nhiều người không khỏi xôn xao. Cụ thể, Thái Vũ đã chia sẻ khá rõ ràng về những tin đồn sẽ kết hợp cùng Jack, cũng như những nhận xét thẳng thắn về ca khúc Là một thằng con trai, đình đám thời gian qua. Khi được MC chương trình đề cập đến việc có kết hợp cùng Jack trong tương lai hay không, Thái Vũ cho biết, trong tương lai có thể sẽ có, nhưng hiện tại thì Jack đang trong một công ty, và công ty đó đang làm một kế hoạch khá là dài, khá là bự cho Jack rồi. Cái chuyện kết hợp thì anh em làm chơi với nhau, chứ đẩy qua mainstream, truyền thông các kiểu, đi diễn đi hò thì sẽ không được đâu. Sau đó khi được yêu cầu cover một đoạn ca khúc Là một thằng con trai của Jack, Thái Vũ vội vàng phản ứng, không hề nghe, nghe một lần rồi thôi, nói thẳng luôn cho mọi người biết, có thể sau câu nói này là fan của Jack sẽ chửi, nhưng mà mình nghe cái nhạc của Jack thì nó rất dễ nghe, đồng quê một chút, miền Tây một chút, mình quen rồi. Qua đây là một thằng con trai, thằng A, B, C, D gì đó mình nghe không vô, bài này mình nghe không vô, nhưng hy vọng những bài sau, Jack sẽ trở về là Jack, những cái giai điệu, ca từ sẽ mộc mạc, giản dị sẽ đúng với Jack hơn. Chia sẻ của Thái Vũ chắc chắn nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng người hâm mộ của Jack. Có người đồng tình nhưng cũng không ít người phản đối và cho rằng Jack cần phải đổi mới, không thể nào mãi trung thành, mãi một màu được. Tất nhiên không thể trách Thái Vũ vì đây thật ra cũng chỉ là quan điểm, sở thích cá nhân của mỗi người khi nghe ca khúc này của Jack. Jack và Thái Vũ là những người bạn khá thân thiết ngoài đời. Thời điểm Jack vướng ồn ào với công ty quản lý cũ, Thái Vũ không ít lần lên tiếng bênh vực người anh em nên được nhiều người hâm mộ giọng ca sóng gió yêu mến. Tuy nhiên gần đây, giữa Thái Vũ và fandom của Jack xảy ra một vài mâu thuẫn nhỏ liên quan đến vấn đề hợp tác giữa hai người. Nhưng chắc chắn một điều rằng, đến thời điểm hiện tại mối quan hệ của Jack và Thái Vũ vẫn vô cùng tốt đẹp và hy vọng sẽ có những màn hợp tác trong tương lai như lời của anh chàng này chia sẻ.